Quý bạn và các vị đã đến với kênh video để máy bình sơn. Hôm nay thì chúng tôi vừa về một lô hàng máy bãi. Đây là cái lô hàng đầu tiên của năm 2020 mà chúng tôi mới về. Các bạn có thể thấy được quang cảnh hàng chúng tôi xếp mỗi chỗ một ít để các bạn nhìn nó không được nhiều lắm, nhưng mà thực ra rất là nhiều. Chúng tôi sẽ quay chi tiết để các bạn có thể nắm rõ hơn. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ ngay với điện máy bình sơn để đặt hàng. Ở đây là một bộ máy phun thuốc lưu cuốn rất là đẹp. Đầu này là đầu piston sứ, đầu Mazunaka các bạn nhá. Và động cơ nó là động cơ Mitsu. Cái này là có cuốn lô tự động, kèm theo là tự hành luôn. Nên là các bạn khi mà sử dụng chiếc máy này thì không cần phải đẩy, tự di chuyển luôn. Về một lô máy bơm nước thì chúng tôi tuyển chọn rất là kỹ, nguyên hàng đời cao luôn, các bạn có thể thấy được. Đây là lô máy bơm nước bao gồm toàn robin Subaru EX16 và EX17. Lô Subaru EX này thì chạy xích cam siêu bền luôn. Dòng này đều là họng 50, dòng này là tuyển siêu hệ, dòng này chạy Honda gọi là cụ luôn. Rồi, một lô bơm nước, một lô bơm nước Honda này, các bạn có thể thấy được Honda 4.0 này, ghế 120 này đấy. Ở đây trước một chiếc ghế 120, chiếc này quá đẹp luôn, SE50X này, các bạn thấy không, nắp bồ inox vẫn sáng choang, chưa gì, đều hàng Made in Japan các bạn nhá. Nhìn này, Made in Japan này, không phải là hàng Thái đâu nhá. Có hai chiếc 3.5 đây, các bạn có thể thấy được 3.5, chiếc này khung inox luôn này. Bơm này, con này rất là dị, có Tokai này, có luôn cả một cái hộp đựng dụng cụ đi kèm. Con này là các bạn có thể thấy cũng GX120 đều 4.0m, rất là nhiều. Lô này gọi là 6 con Honda, 8 con Subaru X13, 17, 16 và 17, có cả X13 nữa, các bạn có thể thấy được, rất đỉnh luôn. Rồi, đây là chiếc đầu xịt KZ động cơ Mitsu nhá. Đầu xịt này cũng piston sứ luôn. Có thời gian chúng tôi sẽ quay cho bạn xem một bộ phun thuốc Kuta MS310, quay cho bạn xem. Quay tổng đây, bây giờ quay tổng quan rồi, chúng tôi dọn đâu chúng tôi sẽ quay chi tiết để các bạn có thể tham khảo một cách kỹ hơn. Có một bộ phun thuốc Kuta xịt rửa áp lực luôn. Các bạn có thể thấy được cái bộ này nhìn quá đỉnh luôn, như mới. Động cơ GH130 4.5 HP. Đây cũng là Kuta GS160. Con này 5.5 HP kéo vào đầu Mazuma SD30 này. Mấy cái động cơ Kuta GR, con này chạy siêu êm luôn. Ok, đây là xong cái khu này nhá, giới thiệu sang khu khác đi. Đây, các bạn có thể thấy được lô cưa Estin chúng tôi đã dọn xong. Sẽ có ai nổ thử một con nghe được Phương. Gãy gái nào. Đây là một lô Echo chúng tôi đã dọn xong rồi, lát nữa sẽ lên chi tiết lô Echo các bạn xem. Mấy con Estin 241C này, các bạn nhìn này. Ôi. Quá phê luôn. Ok, còn đây là xích. Đây là 30 cuộn xích Estin. Một cuộn này là 820m mắt. Một cái sên các bạn dùng tầm 30-36 mắt, hoặc đến 40-57 mắt là căng. Ở đây có 30 cuộn. Máy phun thuốc phòng dịch SR420 để phòng chống dịch NCOV hoặc Corolla đấy. Nhờ các bạn có thể thấy được 4 chiếc, rất nhiều xích Estin, 4 chiếc Estin hàng bãi nhá. Đây là chiếc Kuta TA5, chiếc này siêu hẹ luôn, các bạn có thể thấy rất đẹp, nhưng mà chúng tôi chưa dọn xong. Các bạn thấy nguyên bản nó này, tôi quay nguyên bản luôn cho các bạn xem nhé. Phay sới còn chưa ấy luôn này, chưa gì hết này. Vành lốp đẹp chưa. Đây là Loecho V3500 này, với cả V390, V376, V3009. Còn HU346 hôm qua thì chúng tôi cũng đã quay lên chiếc này cho các bạn xem rồi. Chiếc này các bạn có thể thấy được có chế độ sưởi tay rất là bựa, 346XPG. Nếu mà các bạn nào mà chạy vào mùa đông ấy, con này có chế độ sưởi tay các bạn nhé. Đây này, các bạn thấy không, hình biểu tượng cái tay này. Xong bắt đầu có luồng nóng này, biểu có sưởi tay. Lát nữa sẽ quay kỹ chi tiết chiếc này cho bạn xem, vì con này rất là hệ. Con này là 45cc, 45cc khủng đấy, quả tầm 42 ly, cắt thoải mái rồi, hiệu suất thực. Rồi quay sang khu này đi, giới thiệu các bạn rất là kỹ. Đây là chúng tôi về rất nhiều pan Honda F310 và F450, A410. Dòng này thì cực hệ luôn các bạn nhá, F410 này siêu hệ luôn. Dòng này là Honda, nồi đồng cối đá, đồ đạc thay thế sẵn, TR300. Con này là phay thùng phi này, bác nào mà mua về sới nhỏ gọn cực kỳ chất luôn. Con này là Isuzu KX70D này, con này máy dầu này. Các bạn thấy vành còn rất là đẹp này, mới này, lốp to.
lốp này là 450 hay 500 ấy. À, các bạn có thể thấy bộ xả chưa gì hết nhá. Ok, trước này là K chứ không phải KX, K70 này. Đó. Hay không? Rất hay. Trước này là FTR9. Con này thì siêu đỉnh luôn các bạn ạ. Con này là động cơ GR250, con này vét máng, chuyên vét máng. Con này vét máng thì siêu nhanh luôn, con này mới 95%. FTR9 này hàng vét máng mà các bạn nếu đòi 7 ngựa trở lên hơi hiếm luôn, con này 8 ngựa rưỡi. 8 ngựa rưỡi phải không nhỉ? Còn quay kỹ nào. Còn 8 ngựa 7, 9 ngựa các bạn ạ. 9 ngựa. Con này vét thì siêu đỉnh luôn. Dung tích ở 0.247. GR250 con này đỉnh lắm. Này các bạn thấy không? Lưỡi vét chuyên dụng. Này. Mới như nay cơ mà. Con này các bạn mua thì ngang trúng sổ số. Con này dùng rất đỉnh luôn các bạn nhé. Dòng này hệ hiếm gặp lắm. Nhìn qua một chiếc phay này, các bạn thấy không? Phay này, ui giời ơi, cái phay này hơi hiếm luôn. Phay này như phay hất đấy các bạn nhìn không? Phay này cực đỉnh luôn. Không phải khoe, không phải khen quá, nhưng mà lát nữa chúng tôi sẽ làm video riêng về con này cho các bạn xem. Để các bạn thấy phê mức này. Ôi giời, TR70 này. Chúng tôi vừa chuyển hàng xuống, có live stream cho các bạn xem rồi. Lát nữa chúng tôi sẽ ráp lên. Ráp hết lưỡi sới lên, lưỡi sới vứt bừa này. Vận chuyển cho các bạn. Con này là cắt cắt góc. Cắt cỏ đẩy tay nhưng mà cắt góc. Con kia là cắt tự hành. Con kia là Honda HRG465 này. Con này mới tinh, các bạn có thể search trên mạng giá rơi đó, đâu đó là 20 triệu. 20 triệu ấy. Đến điện máy anh Sơn chưa đến một nửa, mới 90% luôn. Đây Super UHV Kuta này. Con này là GH170, con này chuyên cắt này. Các bạn thấy không? Nó có cắt góc này. Đó, con này rất đẹp. Các bạn có thể cái khóa này à, trắng tinh luôn. Trắng như Ngọc Trinh. Ngọc Trinh thì Ngọc Trinh tuy bây giờ đi thẩm mỹ nhiều nhưng rất là trắng các bạn ạ. Con này trắng như Ngọc Trinh luôn. Hàng này chưa thẩm mỹ nhá. Rất là đẹp. Hàng nhiều quá chả biết giới thiệu cái gì. 401 này, 301 siêu hệ. Con này có ép luống luôn các bạn nhá. MM556 này. Con này động cơ Mitsu đỉnh rồi. Này. Phay ép xuống này. Bác nào mà mua được những con này dùng hơi hay luôn. Có cả đuôi em vét này. Ok. Một chút ở kia thì có mấy con T140 này. TR này, đằng trên xe kìa. Thì chúng tôi không quay được. Rồi sơ sơ qua cho các bạn để các bạn có thể thấy được những cái tình trạng hàng hóa tại điện máy Anh Sơn. Còn nếu các bạn muốn mua hàng thì tất nhiên vui lòng liên hệ điện máy Anh Sơn với số điện thoại 0961349345. 0974457 0994 live spray kênh nhé. Đăng ký vào chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.